Ok, thôi lên em. Hôm nay vẫn là một cái câu nói quen thuộc thôi. Chúng ta lại thử qua một con game mới. Game này có tên là Gitun Gom Co, trở về cái lõi à. Đây. Đây, dành tên phép coi thử cái trailer còn sao ha. Trailer này gần 2 phút. Vẫn là đập đá trồng rau thôi. Game này tôi thấy nó thú vị phết đó, nhưng mà chưa có thời gian thử qua. Thấy cái lượng người chơi trên Steam họ cũng rất là đông đảo với con game này luôn. Đó là ná con co keeper thì phải. Chúng ta lại chui rút với hang động nữa. Nhưng mà animation nó trông là một hết nữa nha. Animation con này nó giống như mà cái con mà tôi mới chơi lần trước là con Magic Giáp hay gì đó. Trời, nông dân trồng rau luôn rồi. À có cả hệ thống nước tưới tiêu luôn. Ngon. Tôi phải mấy con game nông trại mà có hệ thống tự động hóa như thế này không. Hệ thống vũ khí cũng đa dạng phết đó nha. Ô có đấu boss nữa nè. Có đấu boss thì chắc tôi ăn hành này. Chuyện này hình như là không có co-op. Nếu có thì nãy giờ họ đã đưa vô cái Zalo rồi. Đó là một tính năng rất là quan trọng luôn. Ai đấy? Vị phu của chúng ta kìa. Trời, tắm cho nhau luôn. Ngủ chung giường luôn. Có sừng nha. Gì đây máy khoan á vậy? Ồ, có hệ thống dây chuyền luôn. Game này cơ bộ là ngon nghẻo hết rồi đó. Thoải mái nha vậy. Ồ, thoải mái liệt kìa. Mấy là đi áp sát mà cái lượng content nó dồi dào vậy rồi đó hả? Ồ. Xem cái trailer là thấy rất là cuốn rồi đó nha. Thì tí nữa chúng ta vô coi con game này nó được như thế không. Hình như vẫn là cái hệ thống tưới tiêu nè, nhưng mà nó làm đơn giản hóa đi khá là nhiều. Vậy tí nữa lúc mà tôi trồng cây đồ chẳng hạn, chắc tôi chọn cái vị trí gần sông tí. Ồ, nhìn người ta xây làm rất hiện đại, 8 ô xung quanh rồi ok. Game này thì được phát hành, được lập trình bởi mà Tanshun Studio, cái tên khá là mới luôn. À, đây là tác phẩm đầu tay của họ luôn. Nhà phát hành là 2B Game. 2B Game này tôi chơi khá nhiều game của họ nên trông rất là quen mắt. Đây, đây là con game hình như là dạng tay vũ khí, thể loại bên đất theo mới ra vào cuối năm ngoái. Lúc trước đó thì đã chơi cái bản Golugua với một bản chơi sớm của họ. Điều khi đó thì không có quay video. Đây, anh em thích thể loại bên đất theo thử qua con này cũng được. Nhìn cái đồ họa nó hơi bừa bừa tí. Đây là Gitun Gum Co. Dev gửi tôi rất là lâu rồi nên nay cũng tranh thủ chơi thử. Andy Upset mới ra mắt mà khoảng đúng một tháng luôn á, mà hơn 500, gần 500 đánh giá rồi, coi như là rất thành công nha. Phiên bản Andy Upset này sẽ kéo dài từ 6 đến 9 tháng, dự kiến cái thời điểm hoàn chỉnh là cái nửa ở quý 2 2024. Nửa sau của các quý 2024 chắc tầm tháng 8 đến 9 vậy thôi. Hiện tại thì ở phiên bản Elite Upset này người chơi chúng ta có thể chỉ gặp được 5 tầng content. Sau đó cái phiên bản đầy đủ thì sẽ còn từ 6 đến 10 tầng nữa. Thêm 6 đến 10 tầng tức là thêm gần gấp đôi cái lượng content luôn á. Phiên bản EA thì chỉ chơi khoảng 20 giờ chơi là hoàn thành cái nhiệm vụ chính này. Nếu như muốn khám phá mọi thứ thì sẽ mất 60 giờ chơi. Giá game cái phiên bản Elite Upset này thì sẽ không cao hơn cái phiên bản chính thức. Được. Tức là anh em thích con game này bây giờ có thể mua luôn, mà sau này anh em muốn mua thì cũng được. Đây là những cái co hiện tại thì chưa biết là cái gì được cái giải mà Indie Live Sport. Game thì có bốn ngôn ngữ chính, ba ngôn ngữ thôi. Thực ra tiếng Trung thì nó hai dạng phồn thể với giản thể, phồn thể giản thể, còn tiếng Nhật tiếng Anh. Tiếng Trung thì lồng tiếng rất là đầy đủ. Game trông thú vị phết. Nhà phát hành thì chúng ta còn rất nhiều con game nữa. Game này thì tôi chưa chơi nên không biết. Nó không hiện hình ảnh luôn đó. Game này cũng theo dõi khá lâu rồi. Lúc trước hình như Early Access này mới review gần đây, giá cũng rẻ nha. Anh em cứ mà dạng auto battle á, thảo quân ra thì cho quân lấy đánh nhau. Trông thú vị phết á. Đây nè.
Chứ giờ này mà mạng mẽo nó không chạy luôn như đó. Đó, thả quân ra nhìn hai bên nó bêm nhau, quản lý tính toán chiến thuật đồ cái thứ cũng không áp lắm. Có thời gian thì tôi sẽ chơi thử game này cho anh em xem. Lúc trước cũng Ally áp xét một thời gian mới ra mắt thì lưu gần đây thôi. 20 tháng 9. 26 tháng 9 năm 22. Bây giờ thì ra bản chính thức vào cuối năm ngoái. Lúc tách tích này thì cũng theo dõi thông tin là chứ chưa có chơi. Con này cũng vậy luôn, con này hình như là tôi có trong thư viện rồi. Có thời gian sẽ thử qua, dạng tin bay. Game này thì không biết. Có 18 cộng gì ta. Nhìn nó hơi hơi có mùi 18 cộng đó. Game này cũng ra mắt sau cái đợt mà Golugo rất thành công đó. Cái điều bản chính thức thì nó ra mới xịt rồi. Hơi buồn tí. Gitland đó nè, con game bắn súng rất ổn áp nè. Game này cũng đang rất là muốn chơi thử nó. Có thời gian sẽ chơi luôn, có trong thư viện rồi. Được, game này được. Hồi đó này Ali upset cũng ngày 4 tháng 8 luôn. Bây giờ cũng đi vẫn đang Ali upset. Rồi, vẫn chưa có bản chính thức, tôi chờ thôi. Ngồi ra vui chơi luôn. Này game tin bay tạm quốc chí nè. Chơi cũng tạm ổn. Con binh này thì rất là nổi tiếng luôn. Một trong những cái sản phẩm thành công nhất. Immortal Light thì vài bữa nữa có thể chơi anh em. Thấy dạo này mà các dev hay chạy marketing con này nhiều lắm. Tôi lên mấy cái trang mà sáng tạo nội dung đó, thì thấy con này khá là nhiều. Chắc ra sắp ra bản 1.0 này. 28 tháng 4 năm 22. Phiên bản chính thức thì 12 đến 18 tháng. Gì còn lâu mà ta. À đâu, dev đăng luôn cái phiên bản 1.0 sẽ ra mắt vào ngày 18 tháng 1 nè. Vậy là họ làm vượt tiến độ rất nhanh nha. Game này nó thể loại nông trại rồi nó kết hợp thêm rất nhiều thứ khác nữa. Cuộc sống vĩnh hằng nè. Thì chừng nào chơi thì tôi giới thiệu con game đó. Fallen Farm. Con này chắc mít xịt quá. Đây nè. Game này thì lúc trước tôi cũng chơi một lần với cái bài review rồi. Nhưng mà không biết có quay video không, không nhớ nữa. Anh em rảnh rảnh thì lục lại coi thôi. Game này thì tôi đã từng chơi rồi nè. Con game mà bình phím. Gõ phím bình thiên hạ. Game này đồ họa đẹp vậy. Nhưng mà có 18 cộng không? Có thì để tí nữa tôi mở. Mở chơi mình thôi chứ không có video gì đâu. Ok, giờ vô hướng game gửi tôn gom co. Game mà xem trailer là thấy nó hấp dẫn này. Đây là cái lượng người chơi trên Steam của gửi tôn gom co nè. Anh em thấy nó dao động ổn áp. Tuy nó hơi tục dần á, do người ta phá đảo khá nhiều rồi. Hoặc là hết thứ để khám phá thì nó hơi tục dần. Nhưng mà cái lượng người chơi như thế này rất là thành công rồi đó nha. Setting. Hiển thị màn hình bóng của môi trường, hiển thị thanh máu, hiển thị giá trị đam, màn hình nhấp nháy thì không. Đưa tai nghe vô. Điều khiển ngôn ngữ. Ok chưa? Gì đây? FPS ổn định không ta? FPS thì Dev đã chủ động phá ở 60 luôn rồi. Tao game. Này là cái gì? Guild hay level 1, hình như là Explorer 6 là sao ta? Game này tôi chưa có chơi mà. Hay là nó xin lao với cái ạc để tôi nó chơi ta? Tự nhiên có số 1 về cái Explorer 6 gì. Tạo nhân vật hả? 2, 4, 6, 8. Ngon nghẻ phết đó chứ. Ta animation cho từng cái hành động luôn nè. Ủa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đâu 1 là cái tóc nâu này nha. 2 là cái tóc đuôi gà. 3, 4, 5, 6. Thật ra chỉ có 5 cái kiểu tóc thôi. Cũng được. Chơi cái này đi cho nó ngộ. Khuôn mặt. Ủa không có giới tính nữa ta. Này đi cho nó ngầu ngầu một tí. Make up này chắc dẫn cho cái sẹo luôn.
Bộ đồ băng tay, bộ đồ màu nâu này đẹp nè. Nâu này hay đen này cũng đẹp nè. Nâu đi. Nâu cho nó mang giống giống cả. Cái quần quần nãy đẹp nhưng mà nó không hợp. Này đi, màu nâu luôn. Ủa cái này là cái gì? Tôi có thấy cái gì nó đổi đâu. Trời, cái này cái bao tay ông nội thôi. Hít, hít khỉ á. Đây, tông nâu luôn. Này ba lô. Ba lô 6, cái đèn nữa hả? Rồi, hoàn thành. Một set. Nó 996. Khi nào nhân vật sẽ đói? Đương nhiên là chậm rồi. Tỷ lệ ghi sụt. Penalty là rất cao phải không? Tỷ lệ quái trưởng thành bình thường, độ khó combat bình thường, save name. Save file name. Chế độ này chỉ mở khi mà thôi. Nên giờ chế độ bình thường này đi. Sao tự nhiên bên này nó đổ lộn như ta? Ở dưới lòng đất dùng Mega năm 215. Đã 3 năm trước thì anh trai của mình đã rời đi cắm trại một mình, chữ chảy và đọc chỉ sao mà kịp. Nên bạn quyết định một cái hành trình đi tìm anh ấy. Trong cái chuỗi hành trình thì mình gặp rất là nhiều cái gì đó. Cho đến khi mà mình gặp một cái mà em gái mới. Một cái thí nghiệm pha học, một cô gái kỳ bí dạng quái vật có tên là Lilith. Cuộc hành trình trở về thế giới thì cái gì đó chữ nó chạy như là tốc độ ánh sáng vậy đó. Vừa chưa hết dòng đó là tôi thấy nó cúp rồi. Cái gì nghe à, nghe à, cái mai quét của mình đây, cái trí óc trống rỗng hả? Lilith, tôi đang ở đâu? Bạn đã tỉnh rồi à? Đây là bên dưới của cái core level 1. Nơi này là Bitfilla hả? Bitfilla này không phải anh trai mình không, hay là nhân vật nào, hay là cái địa danh? Mình thì đã bị bất tỉnh bởi một cái hòn đá đập vô đầu phải không, nên tôi không thể nhớ. Đó là lý do tại sao tôi không nhớ cái chuyện gì đã xảy ra. Đây, tổn thương não đập đầu vô đất. Trí nhớ của mình sẽ trở lại sau vài ngày. Không sao, trong lúc đó thì mình tiếp tục. Sau đó thì trong cái thời gian đó thì em này sẽ tiếp tục cái nhiệm vụ hướng dẫn dành cho mình. Rồi, hiểu rồi. Chúng ta bắt đầu hành động thôi. Đây là cái phích đầu tiên. Hãy thử nó đi. Nó rất là nặng đó. Và ủa, đổi chỗ hai này đổi sao? Táp y chữ y cũng được, táp nó không cho mình đổi vị trí. Di chuyển chuột của bạn à, nó sẽ đập theo cái hướng chuột của mình. Ngon. Cái gì? Sao tự nhiên tới thua vậy? Hình như cái nấm này là cái bóng đèn. Nhấn nút phát ba để lướt. Ok, ngon. Có cái gì trong này đây? Cái cầu phía trước thì đã bị vỡ rồi. Nhấn tab trên ba lô để xây một cái mới. Cái cục này xây 10 cái. Bắt quay về. Nhấn số 6 trên bàn phím. Ngon. Con sâu, con sâu hả? Ba con sâu ra đây. Nhấn và giữ nút left shift để rút nhanh cái cây mà đuốc này ra. Ok. Nhấn nút E để mật bật điện cái gì đó. Ba con sâu, ba con sâu.
âm nó vẫn hơi cao nha. Gì đây? Bộ xương hả? Vô đây được không? Không. Chứ còn nhân vật của mình anh em nhìn nè. Ghê, ghê chuột ở đâu rồi nhìn đi thôi chỗ đó. Rất là bựa luôn. Nhìn nó ngộ ngộ dễ thương chứ. À mình lướt là nó sẽ tốn stamina như này nè. Ủa, ờ nhớ này được nào. Chuyện đừng cho anh nhé. Không, không đam. Trời, đánh ở dưới mà nó trúng ở trên đúng không? Có cái lò nung. Cái nấm. Cái đỏ đỏ này là quan đồng á. 10 quan đồng. Chọn cái quan này, chọn cái này, bỏ vô đây. Nhớ này tiêu. Mỗi không phải cần nguyên liệu nữa. Đây. Rồi giờ bắt ra. Rồi nó tự làm cho mình luôn. Một trăm xu. Cái này cái nắp cống mà không làm gì được ta. Lấy thêm tí đồng đi. Có gì tí nữa mình cần có cái xài. Giờ làm gì? Ủa đồng mình ra nó tự chuyển vô đây nè. À gạt cái cần đó cho anh. Đó vậy. Đỡ gì? Nó tàu này hơi bị chiến à. Nó đâm cái thủng cái lỗ luôn. Đây là cái bề mặt của cái con level 1. Hướng dẫn rất tuyệt vời thôi. Bây giờ mình sắp lên mặt đó rồi. Cái béo gì động đất hả? Đó là động đất à? Tôi tin là Bitfella đã nghe cái tiếng mà chúng ta phá vỡ cái bức tường ở trên này. Bây giờ nhanh lên nếu không là nó bắt gặp chúng ta. Bitfella hả? Xích. Con sâu đó. Cái con nãy trong trailer nè. Cái đuốc. Cái cuốc. Khỉ. Tính đâu Bitfella là cái gì. Đây là cái tầng đầu tiên ở trên con. Đường lên mặt đất vậy rất là gần này. Giúp một tay. Thằng này không ga lăng gì hết. Tôi sẽ mang bạn lên mặt đất. Bây giờ tôi sẽ đi cái đường của tôi. Thật sự em sẽ rời đi à. Anh nhớ em à. Đương nhiên rồi. Không không hẳn nữa. Tì xuân nữa bạn. Tì xuân đi kia hả. Rồi gặp lại sau. Vãi. Chạy với tốc độ thần thánh luôn. Cái tốc độ đó đúng là người thường thì không thể nào làm được thôi. Chắc hẳn là có cái câu chuyện đằng sau của cô ấy. Mình đi tìm cây. Chữ chạy từ từ cho tôi đọc với ông nội ơi. 2000 mét nữa cho đến khi lên mặt đất. Ai đây? Ủa? Cái cuốc bạch kim của mình giờ nó thành cuốc đá. Ê, đóng tiền luôn anh em ơi. Ngon. Mấy con xà lam bánh kìa. Con lỗ này là gì? Không có kết nối nào. Mình dọn hết cái khu này luôn.
À, mình có trang bị 6 món trong cái quần áo nữa nè. Chỉ số máu là 250, không có giáp, tấn công 20, tốc độ 1. Di chuyển 2.5, độ đói là 108, chống chịu là 3. Cái này là cái gì không chấm chín không biết nữa. Có ai đây? Có ai ở dưới rồi? Không có vú. Cái gì? Cái giỏ hàng gì? Bán bốn cái loại hạt giống. Ủa không, hai cái loại hạt giống là lúa với bắp cải. Nó cũng bán lúa với bắp cải luôn. Thì tí nữa chắc mình trồng cây ở đây đó. Thêm cây cuốc bằng đồng. Cái này của mình là cây cuốc bằng đá. 15 0.5. Độ bền là 150. Cây này 20 1.8 là quất liền. Tiền của mình ở đâu? Tiền ở đâu ta? Không tiền. Ủa nãy lụm đồ nhiều lắm mà. Ủa đây đây, ngàn tiền nè. Ngàn tiền thì thôi quất luôn. Mua thêm cây nữa đi, hai cây đi. Thôi, nào nó hư tính. Nghe vào cái này chắc nói chuyện yên lặng nào. Cái quest là nhiệm vụ chính của mình là hỏi về cái manh mối gì đó. Xin lỗi, tôi có thể hỏi không? Tuyệt lắm. Tôi đã chờ đợi cái mà đội giải cứu đến đây từ rất là nhiều năm rồi. Thử. Nhanh lên đi. Bây giờ cái đường đi lên đâu? Tôi thực sự không muốn ở nơi này thêm một giây phút nào nữa. Đợi đã. Bạn đã hiểu lầm gì tôi rồi. Tôi không phải là trong cái đội giải cứu gì đó. Tôi chỉ vô tình rớt xuống đây thôi. Không phải đội giải cứu à? Rồi thanh niên này chắc mắc kẹt giống như mình luôn rồi. Vậy bạn đến từ đâu đó? Cái phong này chắc tôi đợi tí, tôi dùng cái tool dịch cho nó nhanh đây. Mù chữ tiếng Anh mà đọc bằng cái tiếng Anh này hồi nhức đầu quá. Đưa đây. Làm chỗ này đi. Tôi đã đào tất cả các con đường đi lên từ sâu hơn ở bên dưới. Chủ yếu là để quay lại cái bề mặt thế giới. Mình là muốn đi lên, gặp thanh niên này cũng muốn đi lên đó. Bạn muốn lên thế giới bề mặt à? Đúng rồi, đương nhiên là chúng ta chung mục đích mà. Giờ lại làm biến dùng tôi. Tôi đi tìm một cái người anh em thất lạc của mình. Anh ấy đã đến đây khoảng 3 năm trước. Thì bạn có nhìn thấy bất kỳ cái manh mối nào không? Đợi đã. Bạn có nghe cái tiếng gì không? Thử. Có những con chuột đang tìm chúng ta. Nhanh lên. Diệt chúng đi. Kìa. Cái đuốc. Mày hết chuột. Mày hết chuột. Hôm bữa thì bảo vệ đội chuột. Đi diệt đội ếch. Còn bữa nay thì diệt đội chuột. Giết một con chuột màu trắng. Ok. Xong nhiệm vụ. Đoạn sau này nó muốn hỏi mình hay ý gì đây? Sao nó nhiều quá vậy? Vô việc chính đi. Cái mũi tên này chỉ cái gì đây? Mũi tên này hình như là chỉ vô cái web mà mình đang đọc web đó. Quái vật à, bạn muốn nói một con chuột bự hơn cái gì? Tốt hơn là thằng này nó cảnh báo mình nên tránh xa những con quái vật nếu như mình muốn sống sót ở cái tầng 1 này. Rồi, ok. Tôi có thể hỏi bạn về một ai đó thôi. Muốn tìm ai đó à? Nên là làm cái khu chạy ở đây trước đi. Cái khu chạy cũ của tôi thì tôi đã bỏ đi nó rất là nhanh chóng, bỏ lại đằng sau rất là nhiều đồ đạc luôn. Nếu bạn có thể giúp tôi tìm những cái đồ đó thì tôi có thể giúp bạn tìm một cái người nào đó, người đang tìm kiếm. Thằng này không biết nó có manh mối không hay là nó lèo hứa mồm ta. Cái này nó gì?
Là đi theo cái hướng trên bản đồ này à. Cái gì đây? Rồi, trồng cây. Trong cái menu, with menu á. With menu là cái thanh tinh ba dưới này nè. Chọn cái hạt giống mình muốn, sau đó di chuột vào cái ô farmland nhắm chuột trái. Có bốn loại hạt giống cơ bản mà mình có thể trồng cây, nhưng mà nó rất là cần nước. Có bốn giai đoạn trồng hạt giống á. Gieo hạt, phát triển rồi chờ nó trưởng thành gì đó, yêu cầu nữa. Ba giai đoạn thì tưới nước trong ba giai đoạn đó để nó trưởng thành bình thường. Gắp một cái bình chứa nước trên cái bàn làm việc này, sau đó dùng nó. Cái phân bón thì có thể tăng tốc độ trưởng thành lên, mình có thể thu hoạch sau khi nó chín mùi. Có thể dùng cái phích này này luôn. Dơi kìa. Dạ. Máu còn có trăm mấy à? À, nhấp vô cái này uống hồi máu. Ok, con sâu đỏ, con sâu đỏ. Một trái bơm, một cái sừng, một cái gì đó. Cái con thu nhập từ smell á, con với con salam á, cánh dơi. Cái này hạt bắp cải. Cái này đồng. Bên này nó sáng sáng ở trong đó là gì ta? Cái gì? Cái này cái vật hả? Sống kìa, sống kìa. Ê, ê. Vãi. Hồi phục 0.25 trái máu mỗi giây khi mà ở gần cái bonfire này. Đây, mình đã đến cái khu chạy cũ của thằng Joy nãy nó bỏ nó chạy nè. Cái này nhấn chữ Q. Để gì mua item á, thì nhấp chuột trái. À không, những cái công trình đã xây thì mới gì mua được. Ủa? Chạy. Chặt cây thu hoạch chứ sao lại gì mua? Mấy cái cây này nhìn nó tiềm năng lắm. Ở dưới lòng đất mà cây nên chắc là nó rất là hiếm lắm, nên mình thu hoạch nó đã. À, mình cắm được cái đuốc xuống đất luôn nè. Cái campfire này gom về được luôn. Được mấy cái gì đó. Thôi gom nguyên cái nhà của thanh niên rồi giờ luôn. Nó có cái gì sáng sáng trong tường vậy ta? Cái này cái tủ à? Không có gì hết. Gom tủ được không? Được luôn. Xong cái nhiệm vụ gì nè? Lột, lột hết cái nhà anh Liên này. Sau này mình có thể xây. Này là sao? Chắc tập á. Có cái gì trong tường nè? Ê, con chuột. Ê dạ. Ừ, cái này bờ xong.
Ây da, giật mình vãi con game. Làm như bao game kinh dị vậy. Đục luôn cái đường này mới mốt cho dễ đi ra. Ủa? Chứ tự nhiên có cái lỗ đây vậy? Lắp đây luôn. Xúc luôn cái hàng rào này cho nó dễ đi. Xong rồi đây, em gom một đống đồ của anh về nè. Những cái đồ thất lạc đây, nó rất là nặng đó. Sức khỏe của tuổi trẻ mà thôi. Rồi, mang nó vào trong nhà dùng đi, ok. Bây giờ thì trang trí, nhớ nghe mở cửa. Đi co cái mà lò rèn. Cái này á, cái này là cái gì? Lắp lên đây. Nó rớt rớt. Nó phan phan đâu tiêu đã. Đây. Núp chuột phải, trời ơi, ông ngồi đi bấm chuột trái cứ chỉ mũi tên không à. Chế lựu đạn hả? Sunfua, hai cái Sunfua được chế lựu đạn. Tấn công 45. Cái phạm vi là 4, độ bền là 1. Fan quét là cái gì? Đặt cái lò rèn. Cái lò rèn đây. Ủa, thôi chết rồi. Đặt sao? Không lẽ để xuống thanh tích 3 mới bấm được. Lủng lỗ cái sàn của mà thanh niên đó rồi. Lắp lắp cái sàn lại. Rồi, đẹp rồi. Bây giờ đặt cái lò rèn số 8. Ok. Đặt tiếp cái bàn hình vuông bằng xếp, tép. Cái này à? Số 7. Cái bàn thì để đây đi. Cái wallboard bằng gỗ, cái tủ gỗ. Như vậy thì không đẹp. Làm lại. Có khi sau này mình chiếm nhà của thanh niên quá. Cái tủ gỗ để đây thì đẹp hơn. Cái bàn thì để đây. Đó, đẹp chưa? Xong rồi. Mình làm cú lý do này à. Bây giờ muốn học kỹ năng gì? Học kỹ năng bạn biết đấy, để sinh tồn trong cái thế giới ngầm này thì bạn cần có các loại quặng. Rồi. Tôi là do rất là tốt bụng thôi, tôi sẽ huấn luyện cho bạn. Bắt đầu học nhanh nào. Ok. Tôi cần một vài cái quặng sắt, đi tìm nó ở quanh đây thôi. Coi level 1 rất là rộng lớn, và có thể tìm cái quặng đó ở đâu. Mình ông nó sẽ là hướng dẫn cho mình, nó cho mình mượn cái gọi là mobile survivor gì đó. Cái thiết bị khảo sát cầm tay đó. Nó sẽ show mình những cái mỏ quặng ở chỗ này. Nên nhớ đem về đưa cho nó, đừng có bị lạc. Rồi nó cho mình cái gì nào xài sau. Sau khi mình chọn cái mà cái máy dò, gọi tắt là cái máy dò đi, trong cái menu ấy, nhấn chuột trái lên nó hiện thị cái giao diện này. Click vào cái quặng mình cần tìm ở đây và bấm số 2 vô đây. Rồi ok. Số 7. Nhấn chuột trái. Mình sẽ đào cái sunfua luôn. Quét. Bây giờ cái quặng cách mình 32 m, 29 m ở trên. Ủa không có quặng đồng á, toàn là quặng sắt không vậy đó. Không có quặng đồng luôn. Thiệt. Không có sunfua luôn, chỉ có quặng sắt thôi. Đi lên trên thì nó gần nhất. Nói chung là đi đâu cũng gặp hết. Trên còn đường méo đâu mà đi. Vậy là bơi sang kia sông, vậy thôi đi thẳng đây đi. Có cái bờ sông ở dưới này luôn.
dọn cái khu này đi cho nó đẹp lại. Con gì? Con gì bự quá vậy? Đập mấy con nhỏ này dễ không? Rồi, hai hit. Cái bờ sông này đúng đẹp luôn chứ. Mình đi gần mặt nước có cái bóng phản chiếu xuống không nè. Đúng đẹp. Mà té xuống nước thì chết nha. Solo, solo kill bạn. Con sờ lam này. Ấy giáp. Cái cây của mình sắp hư rồi. Đi về mua cây mới, 150 đồng hả? Tốn tiền đó nha. Chào anh. Em mua cây đồ mới. Rồi nó đấm tay. Cái chỗ này tự nhiên lõm lại. Rồi đẹp chưa. Cắm cây đuốc ở đây. Hai cây luôn. Rồi sáng sủa. Ủa quên mình đi lấy quặng sắt gì mà. Bên kia xong hả? Tôi sẽ nói về cầu thẳng từ trên này xuống đi, để coi là cái hướng này. Đây. Đục luôn cái chỗ này. Quyết định là xây nhà ở đây luôn á. Rồi, từ chỗ này đi qua bển. Gáp là nhiều nhiều cái này đi. Ủa, gáp 10 chứ. Gáp cái này nó cần cái gì ta? Limton X2. Limton đó là cái này là cái clay, cái này cái đồng. Limton đó là cái quái gì? À cái này nè. Rồi tới 200 mấy rồi. Vô tư đi. Quái nó đứng sẵn ở bển nó chờ mình kìa. Hết đuốc rồi. Chế cây đuốc. Cây đuốc này thì nó cần cái sách đuốc. Sách đuốc là cái gỗ gì đó. Rồi nhiều lắm. Vô tư luôn. Không cần để đây đâu. Cắm đuốc vô. Đóng quặng màu trắng là phải cái quặng đó đúng rồi, quặng sắt không đó. Cái này là cái trắng trắng thì nó đây cái gì nhấn mở lên mình ở đây tại sao minh ninh bên phim à nó hướng dẫn đánh dấu cái bản đồ. Ủa à, bấm đại cái đâu cũng được nha. Này là cái bực rồi. Đào hết khu này luôn á. Bên này có hai cái gì nữa rồi. Ấy uống thuốc số
Số 9 này là số 0. Số 0 đi. Cái đuốc nào sắp hư? Cái cuốc này sắp hư thì xài cái cuốc này. Độ bền 164, độ bền 12. Cái nữa gãy rồi. Ô, hư là nó tự lắp cái mới vô cho mình luôn, ngon. Game là phải làm gì chứ? Mất công mở ba lô ra nhấp nhấp như mấy game khác. Đằng nào gãy cuốc này vậy? Đây có gì trắng trắng nào? Một cái bông hoa kỳ dị. Double kill, double kill. Lâu lâu nó có tiếng ù thấy ghê quá nha. Game sinh tồn thôi, đừng có kinh dị vô. Mình đã đào còn có 39 à. Bây giờ lắp mấy cái chỗ này lại đi. Game hết té sông tới té vực. Rồi đẹp chưa? Yeah. Một, hai, ba, bốn, năm. Một, hai, ba, bốn, năm. Cách năm ô mình cắm cây đuốc. Hai cây. Đây, một cây nữa. Một, hai, ba, bốn, năm. Cắm ngay đây, chỉ ngay đây. Đẹp rồi đó. Khu này chắc tí nữa tự dọn nó luôn. Cái gì mình xây cái trạm mà nghiên cứu tính toán gì đó đây. Đây nha. Trò chuyện. Xong cái MyQuest rồi. Bây giờ muốn đánh bại quái vật thì mình nên nâng cấp mấy cái trang bị của mình lên. Bây giờ đúc một số cái quặng nó vô cái lò rèn thì giống cái lúc đầu mình làm vậy đó. Tôi sẽ đi chợp mắt một lúc. Đồng đồng hay là sắt, làm cả hai luôn đi. Đồng nào, tại đồng nãy thấy hơi ít nguyên liệu, cái gỗ này nhiều hơn nên chắc xài gỗ này đi. Chia đôi chia sao đó, chục phải. Bây giờ cái quặng sắt này. Ủa, không làm cùng lúc được hả? Rồi, có đủ 15, có đủ 5 miếng sắt rồi nè. Hồi nãy mình đọc mấy cái manh dụng ở trên đó. Chất lượng miếng sắt thì không tệ đâu, bây giờ bắt đầu tạo ra cái thành phẩm đó đi. Tạo một cái mobile guild, cái bộ đào di động cầm tay á. Cái mobile guild này có thể đào xuống lòng đất. Đây. Follow theo cái đường hầm dưới đó để trở về một cái địa điểm mình chọn nhanh chóng hơn. Teleport phải không? Tôi có thể. Nhưng mình phải là DAE này là do it yourself, là tự làm nó cho chính mình. Không thành vấn đề, tôi cần phải làm gì? Cái vật liệu để chế tạo thêm cái mobile guild này thì cần cái miếng sắt đó. Thấy cái bàn mà ghép tinh ở bên cạnh tôi không? Cái bàn này đó à? Cái này cái tủ mà cái bàn vậy? À cái bàn. Có mấy cái cờ lê tôi vít như nè. Thằng nó ở đó. Rồi, nghe có vẻ đơn giản đó. Mobile guild, chắc cái này. Cái này. Cái máy khoan cầm tay di động. Đây, cái bình tưới nước luôn nè. À, cái này là cái máy quét nó cho mình mượn nè. Thảo dễ không? 5 miếng đồng mà được rồi. Đơn giản. Tạo một cái.
Cái này có khi mình xài nhiều á, nhưng mà xài xong nó mất không ta? Hàng xài một lần hay hàng xài hoài? Bây giờ sử dụng cái Mobile Guild đó, kiếm chỗ nào đất xấu xấu đó, sử dụng. Đây ha. Sử dụng sao? Chắc gắn xuống thành công cụ. Số 4 đây. Sắp đầy ba lô luôn đó hả? Ở chuột, chuột trái. À nó về cái lỗ lúc đầu hồi nãy mình đi xuống nè. Ủa cái này là cái lỗ hả? Lắp luôn. Hứa mắt. Sao mày anh biết cách xài rồi. Dạng như cái đây leo vọt để về nhà thôi. Giống anh em bấm nút B thì bàn phím vậy đó. Nó cực kỳ nặng thôi. Tôi đã xong việc ở đây rồi. Nên nhớ. Tôi nhớ là bạn có hỏi tôi đang tìm kiếm một ai đó phải không? Đúng vậy. Người đàn ông tên là Can đã mất tích vài năm trước. Can. Tôi thì đã nhìn thấy anh ấy hả? Tại sao? Vinh Điện là chắc chắn á. Thật là đúng. Sao không nói từ đầu đi, bắt tôi làm cu ly. Tôi đã không có tin tức của anh ấy nhiều năm rồi. Anh ấy thì hẳn đã đi đến cái thị trấn dưới cái lòng đất, cái co hả? Tầng thứ 14, của tầng thứ 40, tầng thứ tư, trong cái tầng thứ tư của cái lõi của trái đất này. Dưới cái lòng đất này có một thị trấn của con người. Nó thực sự là tồn tại à? Tôi nghĩ nó chỉ là một cái lời đồn thôi. Làm thế nào để đi xuống sâu hơn? Uchagil mà Chin. Nó thì cần rất là nhiều cái miếng sắt á. Mình có thể sử dụng nó để xuống cái lòng thứ hai ở dưới. Nhưng cái điều quan trọng là nó mất một cái thành phần gọi là cái control này. Dạng như cái bộ điều khiển vậy đó. Nên nó không thể kích hoạt được. Bây giờ thì chỉ có thể chờ ở dưới gửi xuống một cái đội cứu hộ. Không có đâu. Chờ đợi là cái giải pháp duy nhất à. Ở đâu đó ở chỗ này á, thì có một cái trạm điều khiển khác nữa. Mình có thể lại đó lấy cái co không dừng. Tôi chưa cho bạn một cái gợi ý thôi. Có rất nhiều quái vật biến dị ở đây. Nên trước hết á, mình nên cần cái trang bị, cái vũ khí và cái trang bị của mình. Nó thì không mất thời gian lâu đâu. Thực sự có chiến đấu à? Giết một vài con Smite để chứng minh đó. Nãy giờ em tàn sát nguyên một cái mà giả tộc luôn đó anh đây. Với tình bạn với ca, tôi hy vọng là bạn sẽ an toàn. Nó cho mình cái gì? Ủa? Nãy mình lụm được cái vua chuột thì kìa. Số 8. Cái bàn, học được cái bàn gấp rồi. Trong lúc đó thì mình lấy cái này xuống cho cái đống quặng của mình lên. Nhấn nút top mới được nữa à? Trời ơi. 61. Nó sẽ chạy một miếng. Vậy là một khúc gỗ làm được 4 miếng đồng. Ở đây mình có là 360 chia 2 ra là 108. 108 lại chia 4 ra nữa là 45. 45 ở đây mình có 60 là dư rồi. Rồi. Bây giờ bắt đầu đi gấp đồ thôi. Nhưng mà dọn dẹp cái khu này cái đã. Cái cây này của mình sắp hư nữa. Nào hư tính. Kill hai con xà lam này. Đây mình gắp được cái bàn này nè. Đặt nó đâu ta? Tôi tính là xây nguyên cái bay của mình ở đây luôn nè. Chiếm cái khu này luôn nè.
Đây, đặt tạm ở đây đây. Cái này chắc chữ là làm bức tường. Không có xây được hết ta, giờ quy cũng không được, e cũng không được, chuột phải là nó xây luôn. Như thế này chỉ có thể đặt ở cái vách ở trên thôi, thôi xài tạm đi. Ủa, cái này là cái bàn của thanh niên đó mà. Đây cái hộp này, cái hộp này thì cần hai miếng sắt, mình có 7 miếng, chế hai ba cái tủ này đi. Bỏ đồ vô. Có cái nút nào chuyển nhanh không? Chuyển tất cả cái món ở phía trên này đóng gói lại. Chuyển tất cả các món này là đồng dạng ở trên. Chuyển các món đồng dạng á, thử cái này cái này, tách nó ra bốn cái. Đủ đạn nó chuyển hết luôn. Lấy cái này xuống. Cái này cái máy dò à. Cái máu này chưa cần đâu, để dành đi. Gỗ thì mình nên mang trong người. Lim ton cũng vậy luôn. Clay. Cái này sắp xếp lại. Lựu đạn hả? Lựu đạn để ở đây thử. Tí xài thử coi. Gỗ này cũng nên để trong người. Đồ ăn hả? À? Mình có chẳng nó thấy đói rồi nó hay gì? Chỉ số đói khác. Cái này 37 trên 108 là sao ta? Không chừng cái này là chỉ số đói khác của mình á. Ăn thử cái thức ăn đóng hộp đây. Mấy cái đồ này tí nữa mình cũng xay à. Bỏ vào đây đi. Đi đuốc. Cái này là cái ô trồng cây nè. Đúng luôn. Mấy cái quặng. Da chuột. Cái sáp. Sáp của cái cây đó. Mấy cái nguyên liệu bắp cải. Mấy cái hạt giống này lấy xuống luôn. Tí nữa mình có gì mình trồng. Cái này lúa đã thu hoạch. Mấy cái quặng này thì hơi mới nè. Cái sừng nữa nè. Cái đồng hồ báo thức nè. Giá 2.000. Thôi cái tủ, cái tủ. 2.000, 2.000 luôn. Cái này tăng 20% cái sức cận chiến của mình trong 30 giây. Bơm tăng cường giá 50 đồng. Bơm này giá 18 đồng thôi. Ok. Và cái này là chọn những cái món này, thí dụ như chia cái món này 4 đi, bấm cái này thì nó sẽ chuyển mấy cái món đồng dạng mình lên, khỏi mất công chắt lọc. Ok luôn. Bây giờ mình làm cái gì ta? Tiền mình 790 à. Đi chế cây rìu, chế cây cuốc. Mình đục cái cửa thanh niên này mốt đi cho nó nhanh. Miếng sắt của mình được 65 miếng này. Bây giờ xuống cái bàn chế tạo. Cái cuốc đá này đào chậm quá. Sắp hư nữa kìa. Đấm tay đập đá. Được luôn kìa. Phải đấy. Ăn thử cái đồ hộp. À cái này đúng là cái chỉ số no của mình nè. Còn có 108 à. Nhấn tab ba lô. Gấp kỳ ghiều ơi, biết rồi, không cần chỉ đâu.
Cái lò rèn này thì Lim Thon với Clay dễ kiếm, gấp cái luôn. Không mai mốt không có đi xài ké nữa. Mấy cái này thì cái nào chắc cũng cần hết trên mà. Mỗi loại cái đi. Này phân bón hả? Sưng phua với mà cái than rồi cái cây kia. Cái tưới nước để trồng cây. Cái máy giò thì mình mượn, chắc là mượn luôn không có trả đâu. Số 9 đi. Giờ đây làm cái hàng rào cái đó. Để đi té rõ xong nữa mệt lắm. Chết rồi, hết hàng rào rồi. Mượn cái này đi. Đẹp chưa? Em thấy sao? Đó, rộng rãi, hai người đi vẫn còn thoải mái luôn. Bây giờ xây cái lò rèn. Như thế này thì chắc xây ở hướng trên này. Cái lò rèn là nguyên liệu mình đi lấy vô lấy ra rất là thường xuyên nên tí nữa là xây cái cửa ở đây. Cái cửa nằm ba ô này. Cái lò rèn ở đây, cái lò nung ở đây. Chở đồ đây, không có xài nữa. Rèn phải nằm ở ô này mới đúng. Nó đập tài bao nhiêu cái không? Khoảng 20 cái mới xong cái. Rồi vô cái lò rèn. Chúng ta bây giờ tiếp tục nung cái quặng này thôi. Nguyên liệu. Tiêu. Lấy lắp xuống. Những cái này mình gấp rồi nè. Cô trồng rau trồng cây thì mốt chắc tôi trồng bên đây. Cái ô này là cái nền đó. Cái phao đành. Nấm gì đây, nó gì? Làm thế nào để nấu ăn? Đầu tiên thì mình chọn cái công thức ở bên này. Chọn cái món mà mình muốn nấu. Nấu rồi mình đặt nguyên liệu vô đây. Xong rồi nhấn nút cúc. Chim cúc. Xong rồi lưu lại cái nguyên liệu bên đây. Chất lượng thì sẽ ảnh hưởng đến cái chỉ số đó. Sau khi nấu ăn thì nhấn lưu lại cái công thức đó. Ok. Mình có thể sáng tạo công thức mới không? Hay là bắt buộc theo cái này? Tìm mấy cái công thức tốt hơn á, để mà những cái nguyên liệu cao cấp hơn, để có những cái hiệu ứng tốt hơn. Rồi đặt đại đi. Có gì mình sau này sửa sau. Đây có cái bánh kem, gồm có cái gai là với cái trứng gì đó. Mít cần thịt với mà rau. Cái này tính là rau không? Thịt thì đây. Rau mít nè. Cánh dơi nấu được không? Nấm ăn được không? Cái cây này thì phát triển rất là nhanh, chủ yếu là
phạm vi 5 mét 5 khu vực xung quanh đó, nó làm đồ nội thất nó phát sáng được luôn hả? Đâu nấu ăn, cái này là cần thịt chứ mà cái gì, thịt chứ gao, gao là cái này phải không? Cúc. Ủa không cần nguyên liệu à? Gá đúng rồi nào. Mình sẽ hồi phục 45 độ đói, hồi 5% máu mỗi 5 giây. Kéo dài trong 20 giây. Tức là hồi 4 lần 20% máu, tức là 20% luôn. Trong cái thời điểm cùng cái lúc mà hồi đó thì sẽ tăng cái tốc độ tấn công của mình. Tăng cái chỉ số tấn công của mình 8% trong 5 phút, ngon. Chưa gì 5 ngày ơi. Đu công thức hả? Trời, nắm cái thịt chuột mới chín nấu được món gì? Trời, lấy cái gì nấu? À, gao với nấm nè. Gao, nấm. Nấm xanh hay nấm đỏ? Nấm đỏ là hồi máu. Cúc. Nu công thức. Bất kỳ loại hoa quả nào. Bây giờ không có trứng. Cái gen đó là cái gì tôi cũng không biết nữa. Thịt đây. Thịt lần tới 5 lần hơi bị mệt nha. Ăn đi. Mình đói cũng dữ lắm rồi. Vẫn còn chưa hồi phục đầy đủ nữa. Boss trong 5 phút à? Biết gì nãy đi đánh quái ha. Theo thứ tự từ phải trái qua phải ha. Nên là cái này xây đầu tiên. Rồi tới cái nồi nấu ăn. Rồi tới cái lò này. Rồi tới cái xanh xanh này. Tới cái lò gàn. Tới cái kho. Rồi ok. Bây giờ để ngang lên đây luôn đi. Và đây là một cái khu trồng cây nữa. Đó, nghiên cứu chế cái cuốc đồng ấy, đào chỗ này mệt quá à. Đồng mình có 10 miếng à. Hồi nãy quét là không thấy có mỏ đồng nữa nha. Chết thì thiếu gỗ nữa hả? Năm thôi. Cái này thì chế mấy cái lò vậy đó. Cái hàng cửa hàng rào hả? Mất 100 máu mỗi giây. Cái này để xây phòng thủ không? Quái nó có đánh mình không? Common farmland là nó giống với cái của mình nè. Thì chắc làm thêm vài cái này đi. Ủa? Clay với mod. Ok. Clay với mod. Nãy nhiều lắm mà. Bây giờ không có cái nào ở trên gì. Lây nè.
mod nào. Không 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 không, có cách rồi. Anh em nhìn tôi cái cách của tôi nè. Đó. Mình đi mượn cái anh hàng xóm. Cảm ơn anh nha. Anh không xài, để em xài cho. 12 cái chắc đủ rồi. Rồi bây giờ là cái nội thất, cây đèn chưa gấp được. Cái bảng gì đây? Campfire mình có rồi. Cái giường lim đó, lim thì chưa có. Cái tủ, mấy cái bàn, cái ghế này decor thôi nên là cũng chưa cần cho lắm. Cái này là cái gì? Đây 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 đây, cuốc sắt. Cái cuốc sắt nó hơn gì mọi mặt nên gấp hai cây cuốc sắt luôn. Cái mũ dơi hả? Da dơi 20. Cái mặt nạ dơi. Không, cái mặt nạ dơi ngon lắm. Giáp nó thì ít thôi, máu nó cộng hơn nhiều. Nguyên cái set thì tăng tốc độ tấn công. Cái giáp này 30 miếng sắt. Cái găng tay 15. 20 là 35, 35 với 30 là 65. 80. 80 sắt là vừa đủ luôn. 80 sắt thì tôi muốn chế cái mặt nạ dơi hơn. 20 cái da dơi hả? 16 rồi. Ủa đâu? Cái này là cánh dơi chứ không phải là da dơi. Da dơi đây 4 à, lâu lắm. 60 sắt. Dư rồi, trăm mấy sắt luôn rồi. Thì cái vũ khí ở đâu? Đừng nói cây cuốc này vũ khí luôn à. Sau này không biết có thêm máy móc gì nữa không? Dời hết cái đống này xuống dưới đi. Ủa, nó đang chạy thì mình không lấy được á. Đó. Một hai ba bốn năm vừa đủ luôn. Ok, đẹp chưa? Hơi thiếu cái sàn tí thôi. Làm cửa chỗ này ngon hơn á. Như vậy thì đi từ dưới này lên sao quá. Thêm cái cửa này nữa.
mở vô đi thẳng vô kho của mình luôn. Rồi cái cửa ở đây đi. What? Số 2 chứ. Số 2 là cái dách mà. Méo được. Phải có hai cái hàng rào xung quanh. Rồi bây giờ là cái bàn gấp bên. Cái bàn này ít xài nhất nên chắc để bên đây. Ok. Bây giờ thứ tự. Cái bàn gấp thì để kế cái lò rèn. Nấu ăn để kế bàn gấp. Cái lò rèn. Ừ, để bên trái hay bên phải ta? Cái cửa này chắc mình đi nhiều nhất nè, nên có để thì để bên đây. Nhưng mà bên đây thì nó xa cái kho quá. Rồi tiếp theo là cái lò rèn. Canh nước này chắc phải để dưới này nữa. Tranh thủ mình rèn bộ đồ luôn đi. Ủa bộ đồ có nè. Cái áo. Áo. Mua quần. Cái này có trọng lượng hay là cái gì không ta? Hay là chỉ cộng chỉ số thôi, tốc độ 2.6. Ẩn cái mặt đi được không? Mình còn thiếu cái nhẫn. Cái này liên quan đến chế tác thì để anh đây. Rồi ok. Bây giờ làm cái gì ta? Đi giết hai con salam. Chắc bên đây thôi. Bây giờ mình cực kỳ châu bò rồi. Làm cái cầu ngay đây luôn. Nhắm nó gấp giật đi dạ trưởng đừng nữa hả phải
Này thì chuột trắng, chuột bạch đó. Hình như nhân vật của mình nó đi chậm hơn. À quên, mình còn đi trồng cây nữa chứ. Đây bắt cái cầu thang lên. Ủa cái trứng xà mai nữa nè, trứng xà lam nữa. Nước gớt nước lại chết luôn hả ta? Đồ sát tất cả. Chỗ này đục qua là ngay cái nhà mình phải không ta? Tới cái vật này. Dọn cái khu này luôn, mình trồng cây ở đây. Được cái gì cơ? Được cái bản vẽ thiết kế nền vậy á. Tạm thời nhiêu đó. Tỉa luôn nguyên cái khu này đi. Rồi, bây giờ mình sẽ trồng cây ở bên này. Từ cái ô này. Số 5. Gạo đâu?
này gáp nó không cần chờ luôn nha, bấm cái đã xong luôn. Cái gì đấy? Phải. Cái này có gì nữa nè, cái bình nghiên cứu nó nói chứ xong mà. Ở đây có quặng đồng nữa hả? Cái máy máy dò của mình không có sunfua, chỉ có sắt thôi. Chỉ có sắt thôi, không có gì khác cả. Nhưng mà những này ghê ghê thôi. Đầu rảnh xuống. Bên này thì có một cái chị gì nè, chắc là bán quặng ha. Chào, tất cả ghét ở đây bán tất cả. Cây táo, cái hạt cây táo này mình có chưa ta? Có 10 đồng thôi, 10 đồng thì mua luôn đi. Bán cái cây cuốc cũ hư nó được 8 đồng cũng được. Đập hết đồ của chị rồi. Rồi, sẵn xong ba con salam nè anh ơi. Main quest. Con salam rất là bự thôi. Rồi ok, lắng nghe những lời anh ấy nói. Những người tha phương, người sống ở dưới đó như một cái khu định cư luôn. Bằng một cái công nghệ nghiên cứu sâu dưới lòng đất của mình những 10 năm trước hả, nhận được vài manh mối gì, cái bản vẽ nãy giờ mình đào trong đá nó ra. Nơi này chứa rất nhiều cái kho báu, trong đó thì có thạo cái bộ lưu trữ nè. Cô ấy giống như là một cái người phụ nữ thiệt, ngày 7. Không chừng là cái em mà đi thi nãy đi theo mình đó. Ủa? Không phải, em này khác. Em này là dạng người lai chuột. Rất nhiều thành viên đã chết trong cái tay cô ấy rồi. Mình đánh chưa nổi đâu ta. Tôi đã chạy khỏi cô ấy vào khoảng 3 năm trước.
còn cao thì sao? Cam là cái lãnh đạo của cái nhóm này, nó từng đi đến đây sinh tồn dưới này. Gấp rồi mà. Do nó kêu mình đi đến cái điểm đánh dấu trên bản đồ ngay dưới em thương gia tí. Ok, cái nhà mình ngay đây thì đánh dấu cái nhà đã. Còn cái nhiệm vụ phụ trồng cây á, cũng đang cần cây. Ba Minh cái không thấy cái bãi farmland của anh ở phía dưới đâu, tại em bế đi trên này. Nghe có vẻ dễ vậy, cần phải có nước để cây trưởng thành rồi. Ok, mấy cái này nãy trong cái kia nó hướng dẫn rồi, trồng một cái lúa và hai bắp cải. Trồng một cái lúa và hai bắp cải gì đây? Clinton cây táo thì dắt tôi trồng ở bên đây, cái can lấy nước số 7 à, nó đổ đầy vô. Bắp cải đây, lúa đây, cây táo mới mua đây. Cái này cái đồ chơi tí cấp cái bản vẽ để học luôn. Ủa đâu đâu đâu, cái này gỗ này 197 luôn rồi nè. Cái này cái sàn đá học luôn đi. Cái trứng hồi nãy mình có nấu món trứng nữa. Ok, nấu cái cây đồ chơi mod. Mod này kiếm đâu ra ta? Cái ống đồng ở đâu đây vậy? Cái có to này chắc có khi là ba cái vải gì mà da mình cần á. Cây này chắc trồng lấy gỗ. Không hiểu lắm nhưng mà cứ để nó xuống đây đi. Trồng cây đó ở đây. Xong rồi lúa. 2 3 4 bắp cải 4 cái luôn. Cải 3 cái thôi. Rồi tiếp theo là cây táo. Có ton chứ, có ton. Táo thì chỉ có nước ép táo thôi, nên dòng 4 cái cột ton luôn đi. Rồi bấm số 7 tưới cây hả? Trời, tưới lần đường cây vậy đó. Nào mới có hệ thống tưới tiêu tự động vậy. Gì? 10 ruby dưới đây vậy? À, mình trồng xong rồi. Bây giờ chờ nó lớn, thì thu hoạch. Nó kêu mình sử dụng cái phân bón gì á, nó không có tặng mình cái phân bón rồi có luôn nè. Giờ trời nó lớn hả? Trong lúc đó thì mình đi qua cái giỏ kia đã. Đi nấu ăn quên.
phải xây thêm một cái gương ở ngoài, vừa để hạt giống và vừa để cây trồng. Đem cái nồi nấu ăn ra luôn đi. Số 5. Cái nồi nấu ăn của mình đây. Ủa, lin nữa, cái lin này thấy quen lắm nha. Hải hình như là đang thiếu cái bông á, thiếu cái bông trong việc gắp cái món gì á. Làm vài cái cho nội thất nó lên rồi á. À, cái lin để chế cái giường nhớ rồi. Rồi cái tủ này chứa đồ được luôn hả? Thiệt, đâu phải cái tủ để trưng đâu. Này không phải ghế à? Phải cái ghế thì thôi. Ngủ không có hồi máu, không có hồi đồ ăn luôn. Những thứ liên quan đến cây cỏ, cây cỏ thì trứng, trứng đây, trứng sâu đây, nấm, mấy cái sừng, mấy cái da. Rồi ok, này dương cái à. Rồi tí có gì ghé bên kia bán. Kiểu này không sợ đầy ba lô, ít ra là ba lô nó cũng rộng lắm. Ý, hết nước nữa đó chừng nào mới làm được cái hệ thống tưới tiêu tự động vậy? Nào cái lớn rồi đi. Nấu ăn cái món này thì cần có coi, chỉ có thể nấu được mấy cái này thôi. Thiếu bắp cải, nấm đỏ của mình thì 30 rồi. Thịt chuột thì nãy giờ không có giết được mấy con chuột nữa. Chết rồi, không có gì ăn nữa này. Còn cái đồ hộp ăn đỡ đi.
các loại hạt á. Hạt là cái gì liên quan đến hạt đó? Mình có trứng nào, cái này xem như trứng cũng được hả nào? Chứ đi nấu lần 5 phát là mệt lắm đó nha. Ngày ăn 4 5 phát là tưới nữa không? Tưới phát nó đi rồi mình đi, có sợ nó cây nó chết quá. Chế thêm mấy cái cuốc sắt đó. Tám ngày rồi chơi xong game này, tí nữa xong cái quest này đi xuống mà GA cho anh em đó chứ, giveaway cho anh em. Đây chấm hỏi này, rồi nó kêu đi xuống cái lỗ hồi nãy nào. Mấy cái này không tương tác được nha. Đi xuống cái lỗ, nhấn E để chui xuống cái lỗ này, gần cái E thì để rời khỏi cái lỗ. Không, cái này chỉ có phá thôi. Không được, đất cứng quá. Thằng máy nữa hả? Chuột chưa bự quá vậy? Thậm chí có 7 nữa nè. Lên đầu quá anh em ơi. Biết chỉ chế đồ ăn đi theo rồi có máu gì nữa nè. 30% máu của 450 là 150. Máu dưới 300 thì mình uống thiệt luôn, cháy luôn kìa, phóng luôn kìa. Coi toàn đêm tối không có gì đâu nữa rồi. Gì đấy, 100 đồng. Cục nãy phải không? Không nhấn vô được. Ủa? Đấy, được cái gì nè? Mình chưa qua bên đây được hả ta?
Rồi, được cái gì rồi? À. Nổ thì sẽ khiến cho cái mà quân địch bị chảy máu. Phạm vi nó tới 7.4 ô rồi. Ủa bên đây mở luôn rồi. Cái gì? Hú đé. Ấy. Bãi em gái độc ác. Con người thì không xứng đáng để biết tên tôi. Đi đít hả? Đừng quên cái cách mà nhân loại đã đối xử với chúng ta. Đây là một số nhỏ những người đã giúp ích cho tôi thôi. Ủa là giúp đỡ tôi. Con người là quyền, cái lời quyền thôi. Lần tới thì không có đơn giản gì đâu. Rồi. Vậy là em đi tiếp là thuộc cái phe chủng loại bên kia rồi. Trời. Superman á. Đại que mai. Tôi nhớ tôi nghe giọng của Lydith trước khi mà mình bất tỉnh. Cô ấy đã cứu mình à. Tôi nghe tiếng nước đằng trước, đi kiểm tra thử xem. Đó. Ây da, chụp cái hình lại. Xin lỗi, tôi không có ý nhìn trộm đâu. Tôi không có ăn bạn đâu mà lo, xuống đây đi. Chúng ta sẽ làm về điều gì đó. Nhưng em có thể mặc đồ vô trước được không? Mình là nhân vật nữ nữa mà. Nên là nam. Mặt mặt cái gì cái thằng này, Lilith rồi. Trời ơi, phòng thay đồ của em nó rồi. Lâu lâu mới nhìn được cái gái tắm một lần mà. Chẳng quả. Hết cái để tặng hả? Phải. Em đã giục đồ mình luôn. Tặng em lon nước ngọt. Không lấy luôn. Tặng cái gì mới vừa lòng? Hay là lần sau mới được tặng nữa? Tôi chỉ nghĩ Lilith là cái gì, còn chơi rất xấu hổ để trả lời thôi. Anh là một người rất tốt bụng, cái câu đó nghe rất quen luôn. Bạn muốn nhận lời chúc phúc từ cô gái này? Mình gần cái bản vẽ thì bản thiết kế nữa, là nghiên cứu đi đến cái tầng 2. Những cái này cái kho đồ nè. Tôi biết vài chuyện về cái cô gái chuột hồi nãy. Nghe rất tệ thôi. Tôi không có tâm trạng để thảo luận cái câu chuyện này với anh đâu. Mình làm cái gì mà khiến em nó giận dữ rồi? Team đây lên được 5 team. Trong menu mà đối tác của mình á, thì đối tác sẽ xin thấy cái danh sách này. Này là tình trạng có mối quan hệ hiệu ứng mang lại. Này là cái gì? Cái bơm thì 5 điểm, nước ngọt 5 điểm. Ủa cái này bán mà.
1m68 nặng 46 kg. Thích là cái ghế này, bức tranh, mình động ngủ ngồi thư giãn, tắm giải trí, đồ ăn, làm việc, nói chuyện tán gẫu hẹn hò, cái khác ghi chú. Đồ nội thất hả? Em này thích ba cái đồ nội thất như trang trí à? Đồ nội thất là mình chế được cái quái gì? Cái này tính là đồ nội thất không? Tặng em nó cái giường luôn. Cái giường đâu rồi? Rồi tặng tiếp cái bàn luôn. Yêu chưa? Yêu chưa? Thanh niên đi tán gái mà đi tặng mấy cái bàn. Tặng nhiều quá em nó chê rồi. Cảm ơn em đã tặng quà, em rất vui về cái điều này. Cái tôi giờ Mona. Mona là cái người đã tấn công anh đó, đã được tạo ra bởi một con người từ cách đây rất là lâu. Thì cái những cái thiết kế bản vẽ thì được lưu trữ trong tâm trí của em này, nên đó là lý do mà Joanna và những cái người khác là không thể tìm được cái bản vẽ vật lý người sáng tạo ra bạn. Tại sao nếu nhân loại sáng tạo ra bạn á, thì tại sao Mona lại tấn công con người? Dài quá, dài quá, dùng thôn dịch. Cô ấy thì bị trói buộc vào cái công việc phẫu thuật rất là nhiều, tức là bị bắt phẫu thuật rất nhiều đó, nên cô ấy bắt đầu giận dữ con người. Tóm tắt vậy thôi, chưa buồn không nghĩ đến vậy. Đi mà tạo ra được mấy em quay phu như thế này mà nó đi nó tra tấn, nó thí nghiệm mấy anh khốn nạn độc ác đi. Em này sẽ hứa cho mình cái bản vẽ đó. Ok, đây là một cuộc mà trao đổi thôi, 9 ngày rồi. Lên cái tầng cao hơn thì quái nó sẽ mạnh hơn thôi. Bộ điều khiển là cái bộ điều khiển đó bị tháo đi để tránh cho cái con người có thể mà lên cái tầng cao hơn đó, sợ họ gặp nguy hiểm là chính. Nếu mình cần thì em nó vẫn cho mình lý do thôi. Chúng ta là bạn mà, đâu cần phải có một lý do cho cái tình bạn của chúng ta. Người thực sự là một người đàn ông thú vị đó. Học được cách chế cái bản vẽ, nghiên cứu à, cái đồ miếng đỏ này đâu, à, cái này là miếng đồng mà, cái này miếng sắt, đi gói, cái bộ đào em K1, vậy là mình phải đi tìm cái mỏ đồng nữa mới được. Cái này thì nó tốn nguyên liệu á, logistics, cái băng chuyền nè, có tứ cây chưa, này là phải nghiên cứu mới được. Ủa, ôi vải,
học nổi con mắt luôn á. Rồi cái này là phải tốn thời gian nghiên cứu dữ lắm anh em ơi. Cái ghiều này, ghiều ném này cũng ném luôn, 80 đam, 90 đam. Cần phải có cái cây cổ thụ nữa. Bộ này là bộ điều phối, phải có tua pin điện cái thứ. Cái bộ tưới tiêu tự động hồi nãy ở đâu ta? Đây 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 đây. Cái ống thép 15 ống với ba cái motor. Phải có cái máy bơm dẫn vô mấy cái ống này, rồi cái ống này đi lên. Thêm rất nhiều cái bàn mới luôn. Rồi được rồi. Ủa sao còn có 350 tiền à? Nên này bán nước ngọt thôi. Không đủ tiền nữa. Rồi. Không đủ tiền luôn, không đủ tiền để xin cái cầu nguyện. Bây giờ mình làm cái gì? À, lối ra. Bây giờ quay về hả? Có mấy con dơi bên kia kìa. Nhận được cái gì nữa kìa. Cái gì mà nhiệm vụ nó chỉ xuống chỉ lên gì nè. À cái này đường xuống dưới nữa. Còn bây giờ về nhà đã. Ủa mình đang đứng ở đâu? À mình đang đứng ở đây. Nhiệm vụ này chỉ xuống dưới nữa là sao ta? Đi luôn không? Gì đâu mình chưa đủ đủ cái công cụ để đào đi à. Sunfua, có cái mỏ sunfua ở phía đông đông bắc. Đây, cái mỏ sung phua nào phải không? Rồi đúng rồi. Trời, nó cứng dữ vậy. À, sao vẫn không thấy mỏ đồng ta? Khi ở đó có bản vẽ vậy, vô nữa. Còn ba gì không ạ? Bây giờ số 9. Sơn phua mở đồng ở trên nè. Lỡ đi lấy tí đồng nữa, đang rất là cần.
mình vừa đi ngang cái mỏ bãi Xuân Phua hả? Đồ hết khổng quái nữa đâu. Ngon gì đấy, ui ba lô. Protein để anh đọc cái gì đó rất quan trọng nên không có dục ra được. Một cái tờ giấy note gì đó. Nhưng mà dính vô là dính luôn hả? Coi dục được cái gì không? Này ba cái nút bút. Một miếng đồng thì dắt dục đi, nhiều nhiều thì còn giữ. Một thì vứt. Mình chống ba lót trong cái ba lô này. Cái này quan trọng. Cái này không biết là gì nhưng mà chắc cũng quan trọng. Hạt bắp cải thì chắc không cần. Tí về có gì mình mua. Có sắt có đồng mà không có than đâu, chứ để đốt gỗ là nguyên liệu nó tốn hết. Bệnh có gì không? Không có gì cũng không cần qua đâu. Đèn rất là cần mấy con dơi nè. Chỗ này đâm ngang qua là về nhà mình luôn. Chắc đục cái đường qua đi. Ủa? Có cái lỗ gì nữa kìa?
xuống luôn, bệnh gì cứ. Wow. Ủa thấy quen quen vậy. Rồi anh cứ đi bộ qua thôi, mắt méo gì phải lướt. Nghệ thuật cũng gớt nữa, gớt nữa. Trời ơi, xây mẻ cầu đá đi qua nó còn nhanh hơn đó. Chuột này nó gia công máy móc như phết đó nha. Ủa đâu mình có cái này mà mình mở. À đạp vô cái nút đó để mở hả? Vậy là mình phải đạp thêm cái nút bên đây nữa. Cái nút bên đây thì để mở cái cửa anh đó. Dạ, rồi đọc chữ rồi. Lũ đạn đó cái trong đó mà nó đụng vô hoài được. Bắt đầu giết đồ toàn bãi gỗ mà. Bơm với con cái phép gì đó được cái gì đó kìa, giục cái gì bớt ra giờ. Ủa Xuân Phu hồi nãy mình lấy nhiều mà.
Dễ nha. Dơi dơi dơi. Mình cần giết mấy con dơi này. Thôi, còn quan sát thôi. Bây giờ về luôn. Số 8. Xuống đây thu hoạch cái này cái nữa. Khoan, nói chuyện nó trước đây. Đây, mình có thể chế tạo được cái công cụ tự động đó. Thu hoạch từ 6 cái. Mình có thể nâng cấp cái trang bị mình lên hay là sửa cái gì đó. Rồi cái này nó hướng dẫn gắp đồ thôi. Nãy giờ gắp biết nhiêu rồi. Đây 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 đây. Trời nó giết kìa. Mobile Gilbit nãy giờ xài hoài mà. Mày chưa thu hoạch được nha. Phải tưới nữa. Đợt nữa chắc là thu hoạch được rồi đó, không cần tưới đâu, tưới cùng lắm 3 lần thôi chứ tưới hoài ai tưới nổi. Được cái găng tay dơi. Đó đó đó, con loại hạng một gì đó. À, đây phân bón. Phân bón thì chắc tí nữa xài rồi. Giờ dơi 60 luôn nè. Ủa da chuột chứ đâu phải da dơi. Nhầm. Gát chứ không phải là bát. Mấy cái thuốc này thì chưa cần xài đâu. Để dành thôi. Này nó lóc cái gì nè. Cái này cũng chưa biết là cái gì luôn. Cái co này cũng chưa biết luôn. Mấy cái ống này cũng vậy luôn. Mấy cái quyển sách này. Bà cái này chắc tí nó bán. Mấy cái đồ chơi này bán 8 ngàn. Lấy một cái gì bán nữa. 2 ngàn tiền hả? Ủa tiền mình đâu lên dưới ta? Bây giờ gấp một cái gì đó thì trang bị vô.
Thu nhập bất cải. Là cái này phải không? Cái này là cái gì? Mod. Những cái mod. Mod là cái gì? Này là xương nghiền, cái này mod nào? Mod là dạng như cái guild vậy. Mình sẽ chế 6-7 cái đi. Sắp hết luôn rồi. Cái này là cái gì ấy? Lúa mình chưa chín, bắp cải chưa chín nữa. Đi co em quyết mình khi là mấy cái nội thất này chứ gì nữa. Thì gọi nè. Thì là phải chế tạo cái nữa. Đi có. Ủa? Trời ơi. Có rồi mà vẫn không được. Vừa lòng hả? Dạ chưa. Giờ nó mới hướng dẫn mình chế cái cuốc sắt à. Chế luôn cái ô bơm. Rồi nó cho mình cái ô bơm. Nón này chế rồi luôn rồi, nó bắt mình chế lại nữa trời. Thiệt á.
Bộ đồ chuột, các bộ đồ sắt vô đồ đạc thì hình như nó đâu có hư đâu. Đói bụng mới ăn cá. Búp bê vậy? Bây giờ đi thu hoạch cái nữa. Ủa, mình hình như tăng cái hiệu ứng tầm nhìn hay gì mà. Đó. Rồi, trồng tiếp mớ lúa và bắp cải rồi táo mới. 1, 2, 3, 5. Cây táo, đúng rồi cây táo. Mod này không biết làm cái gì ta. Hai ba bốn năm loại hạt. Ở đây mình có là 8, 16, 18, 18 chia 5 thì loại 4, loại 5. Này còn học biết gì trồng luôn rồi. Đầu tư tiêu thì nào mới có tự động quá trời. Tưới vãn 3 lần thì mới thu hoạch được. À quên. Trong thời gian đó mình nung miếng đồng nữa chứ. Miếng sunfua nữa. Mình sunfua trước đây. Bây giờ gỗ. Nay ngừng tại đây thôi, game có cực cuốn luôn nha. Lên báo vô này cái nữa. Mới có tầng 1 mà khó chuyện đi làm luôn rồi đó. Rồi ok, bây giờ sẽ nấu ăn. PTG đứng binh. Không có hạt, không có loại hạt nữa nên sao mà nấu. Một cái hạt với rau. Lúa có tính là hạt không? Thử coi, cúp cái được nè. Được rồi, được rồi. Lúa với bắp cải rồi, còn cái này lúa với trứng.
Rồi cái hạt hóa ra hạt lúa, trứng trứng này à, được luôn, ngon. Bây giờ nấu ăn ngon rồi, nãy trồng có mấy cây mà nấu ăn thoải mái luôn đó. Uống thôi, được rồi. Hồi phục 60 độ đối, tăng máu tối đa lên 40, tỷ lệ chí mạng 2%, cũng bình thường thôi. Cái này thì tí nữa có táo bỏ vô rồi được. Ham 3 đồng, khá là bèo. Đồ ăn để dành đi. Mấy cái bắp cải này, củ hành này, nấm thì đi đường gặp nhiều lắm. Nấu rồi nè anh ơi, em nấu rồi nè. Văn minh nền cooking đó phải không? Mình có thể tạo ra một cái sản phẩm cực kỳ chất lượng. Nó có hiệu quả tốt hơn cái thức ăn bình thường. Nên nhớ. Nó cho mình hai cái hạt giống táo với cây gì nè. Cho bèo vải ra vậy á. Nãy mình trồng rồi. Đây nó cho mình hai cái hạt giống này, mình trồng rồi hết rồi. Tưới nước, tưới nước. Sau này có tưới tiêu tự động á, thì mình nâng cái quy mô lên, bây giờ chưa cần. Bốn cây này là bốn cây táo của tôi rồi. Tưới lần nữa là mình thu hoạch được. Rồi, game 2 tiếng rưỡi rồi. Ra ghép bộ quay cho anh em. Xếp game. Game. Xếp. Rồi, ok. Bây giờ ghép bộ quay cho anh em ha. Đâu ta? Để mở ở đây lên. Cho em gì nó ghi lưu rồi nè. Giá 234 ngàn, anh em có thể thích thôi thể chơi. Muốn biết game này sau thì lên kênh của tôi. Bây giờ cái file Excel. Đây, Tripwire 2024, game gì hay share vào đây. Cái form này chúng ta có là 22 người tham gia. Tôi check kỹ là có ông nào điền hai lần không, hai lần như lần trước nữa là mệt. Quanh một cục đá nè, này thì một cục đá nè. Theo con cái này thì David. Cái này ngã trọng vó rồi, trông vợ rồi hả? Phải cái ông ngã trọng gió lần trước không? Đúng rồi, gió văn trọng nè. Ừ. Rồi, chúng ta có 23 người chơi ở đây. Nó chuyển sang like, double lên. Là B. Này 40110. Này thì vẫn thể lệ như cũ nha anh em. Well. Ta có 22 người chơi. Mở tí nhạc đó. Gon, chúng ta 22 người chơi đây. Mặt bát. Ta dán cái tên vào đây. 21 người á. Ừ, một ông trùng. Rồi bây giờ còn cái này. Cái này random cái nữa. Random bấm vô đâu quên rồi ta. Data. Random gan. Data.
Nên mình ra lần này cũng gì luôn. Thể lệ thì anh em coi để mấy video cũ nha. Bên này thì chúng ta có cái này, random data, random gun. Ok, thì bên này thì 20 người chơi rồi nên sẽ tăng cái số lượng sự kiện một lên, tức là còn 5 người á, dưới 5 người. Ủa nhưng mà dưới 6 người, tức là từ 0 1 đến 5 á. Bây giờ xí ngầu thì vô cái ô này. Ừ. Chứ nó không ra, ra cục xí ngầu nữa. Đây. Chúng ta có gọi 20 nha. Coi, bắt đầu chơi đầu tiên mã đen, thanh niên mã đen giờ đứng đầu rồi đó hả? Cuộc chơi đầu tiên của mã đen là con số 18. Cái này phải sắp xếp lại. Cái này nãy sai rồi nên để gì gọn lại, đáng lẽ là ganh đúc mấy cột này thôi. Vậy quay lại cái này luôn nữa nha, data mình ra. Ok, bây giờ bắt đầu lượt của mã đen đầu tiên, số 11. Nghiện game, quay liên tục 2 lần, lực chiến bằng không ngay lập tức. Chúng ta quay 2 lần cho mã đen, đúng là nghiện game liền. Thanh niên tối ngày chơi game, 3 game hiến tế, lực chiến cả 2 về 0. Đó, nếu như có chết thì sẽ hồi sinh người chết, hồi sinh server Kanai nè. Nhưng thanh niên Sabi Kanai chưa chết, lượt quay thứ hai của mà kết lắc. Số 4, 10 phút hạnh phúc. Đúng hướng, hướng lên trên là thấy sai hướng rồi, nên chúng ta không có được thêm tim, nếu không sẽ mất tim, mất 1 tim rất là nhanh gọn luôn. Này hướng lên trên nha, 10 phút hạnh phúc thì nó phải đúng hướng mới được. À, đúng hướng nhờ không tim nào. Cái này chỉ lên rồi đến server Kanai. Số 6, coi sáng nhân hàng loạt cái ô này không biết sao ra ngoài luôn. Xuyên 2 người sống gần nhất, nạn nhân mất 2 tim, lực chiến về không, bản thân nâng sức rồi. 2 thanh niên này đi bay màu luôn rồi đó. Trời ơi, mới vừa hiến tế bản thân để hồi sinh đồng đội xong bây giờ đồng đội quay ra xuyên mình, thiệt. Trời ơi, nạn nhân mất 2 tim, lực chiến về không. TNFKK này cũng điềm dữ lắm rồi. Số 10, Hoàng Lương, mất tim nhưng không còn hiệu ứng tội phạm nữa. Mất tim nhưng không còn hiệu ứng tội phạm nữa, chưa kịp bắt nữa là để đi luôn. Hai ông này là không, chỉ có ông dưới là tội phạm thôi, mà giờ chết rồi chắc cũng không hồi sinh nữa đâu. Tới David, ông TFKK đúng nhỏ rồi đó, server Kanai cũng nhỏ không kém. 13, bắt cóc, bắt một người sống theo hướng gần nhất về tim mình, hướng lên trên. Không có ai hết nên bỏ qua. Hên thanh niên đó, tới thằng ngủ còn nghèo này. Số 12, trúng số, thấy người ngủ còn nghèo không? Lực chiến về không, quay thêm 1 lần, thêm tim cho người may mắn. Hay, đó, luôn là ở hiền gặp lành. Chiến về không, quay thêm 1 lần. Quay thêm 1 lần nè. Số 15, gọi ADS này ngoài, lực chiến trung bình của tem. Má mới lực chiến về không. Rồi nếu như bây giờ tôi với thanh niên chọn ngã chổng vó này chỉ có 3.5, coi như là 3 lực chiến thôi, mà quay ra 6 trở lên đó là đi luôn đó nghe. Trời ơi đúng nhỏ luôn. Thằng nào xin nơ 12. Rồi bye bye 2 thanh niên. Đúng nhỏ. Ai đi đó theo nè, diệt đòn nè. Do cái lực chiến trung bình của 2 người chúng tôi là chỉ có 3.5 thôi, coi như là làm tròn lên 4 luôn đó. Nếu như lực chiến trung bình nhỏ hơn chiến ngầu chia 2 là 12, chia 2 là nhỏ hơn 6 nè. Đó là 4 nhỏ hơn 6 là diệt đòn luôn. Lớn hơn thì cả 2 được thêm tim rồi, nhưng mà lực chiến cả 2 thấp quá. Hồi nãy là tôi bị dính cái nên nó mới về không á. Dính cái trúng số nên lực chiến về không nè. Nên bóp luôn thanh niên trọng phó, ngã trọng phó liền. Thanh niên này chưa kịp ngã nữa đã chết rồi. 20, đánh bom cảm tử. Kỳ nát.
bom bom đồng vi vô tận với tất cả các team, kể cả team mình. Nếu FA thì sẽ hẹo luôn, hơn không có ai FA cả, tất cả đều mất một team, như hai team là từ đây tới đây luôn, chỉ còn hai team thôi. Đó, thanh niên này cũng là tội phạm luôn nha, ngu còn nghèo cũng là tội phạm luôn, nhưng mà ngu còn nghèo đi luôn rồi. Doraemon Forever, Doraemon có túi thần kỳ không? Thiền định gì đây, nó gì số 5 tâm thần, chứ cái thiền định hiện ra cái là bị tâm thần. Xuyên hai người sống lần nhất, lực chiến là 10, xuyên hai người sống lần nhất là anh niên sẽ xuyên chuột rồi xuyên kinát rồi. Gần nhất theo hướng hướng lên trên thì hướng lên trên thì xuyên hai người này chứ, đây nè, Raymond là hướng lên trên nè, gần nhất theo hướng nha, chúng phải là ưu tiên hướng, ưu tiên hướng tức là gần hơn cái này lấy, còn nếu như gần hơn bằng nhau thì lấy theo hướng, còn cái này là xuyên theo hướng luôn. Lực chiến lớn hơn nạn nhân sẽ mất hai team, thấp hơn thì mất một team, 10 lớn hơn 9 nè, nên nạn nhân mất hai team, nạn nhân đi luôn. Ông Kinat bị ông trong tay em là khoảng nha, nhưng mà 10 xuyên 20 không nổi nè, thì ngược lại mất một team. Đó, thanh niên này vẫn còn sống, mới xong cái lượt đầu mà chết hết gần hết rồi. Chuột, ủa phải chuột không ta, hồi nãy là tôi nay à, nãy hình như là tôi Doraemon đúng rồi đó, không nãy tôi chuột mà, từ từ tôi nhớ lại rồi kể, bây giờ quên rồi, bắt đầu tiếp từ tên chuột nha. Chị kích hoạt cái hiệu ứng nào, tôi sai chỗ nào là chỗ đó là tính năng ngẫu nhiên, nên bây giờ tôi chả nhớ đến Doraemon hay chuột nữa. Bây giờ chúng ta qua chuột đi, nếu ông chuột mà dính hai lần thì ông chuột gán mà chịu, tôi cũng chả biết luôn. Số 2 Tết, bản thân mất một tim, lì xì hai người sống gần nhất còn thêm tim, bản thân không còn tội phạm. Ủa ông này nãy tâm thần đúng không? Tâm thần phải tội phạm chứ. Bây giờ mà bản thân mất tim, lì xì hai người sống gần nhất, mỗi người một tim. Đây, thơm, thanh niên Tuna nhớ bạn chuột nha, trong tay em hy sinh một tim cho mình đó, cảm động chưa. Số 3 hiến tế, hai bên chia tình nhau, được chiến cả hai về không, mới cho một tim thì cuối cùng đã cân bằng cả hai về lại hai tim rồi, thì 3 + 1 là 4, 4 chia 2 là 22 mỗi người. Vigood, Vigood có ghen tị với bạn không? 11, nghiện game, được chiến về không ngay lập tức, quay thêm 2 lần. Số 18, nghịch thiên cái mệnh, thêm tim nếu cùng mệnh thủy hướng lên trên, mệnh quả hướng lên trên rồi, hoặc là mệnh quả hướng xuống dưới, nếu lực chiến bằng không chuyển sinh luôn. Trời ơi, thanh niên này đổ Vigus hay là Minh Chiến, chắc Vigus á. Vigus do nghiện game nên về không nè, rồi tạm biệt nghiện game mà đi tu tiên này thì chuyển sinh là phải đó, nghiện game tu tiên chỉ có Isekai thôi, lực chiến bằng không chuyển sinh luôn là thấy chưa. Bây giờ tới thanh niên Minh Chiến, máu chiến lên em ơi. 12, trúng số bây giờ, thêm tim cho người may mắn, nếu FA thêm 2 tim. Thanh niên này thì Vigus vừa chết nên sẽ trở thành FA, FA nên sẽ lên 2 tim, nên nó là 4 tim, rất là ngon. Thanh niên này sặc mùi chiến thắng nữa, quay thêm một lần nữa nha. Có đâu rồi, trúng số nào, quay thêm một lần nữa nè, trúng nữa không, trúng nữa phải, trúng thêm lần nữa, quay thêm lần nữa. Trời ơi, số 4, 10 phút hạnh phúc, đúng hướng và cùng mệnh, đúng hướng nhưng mà khác mệnh. Đúng hướng khác mệnh hơn đó, chứ hai ông này cùng mệnh với nhau là cùng mệnh thủy với nhau nữa, thanh niên Minh Chiến thắng luôn đó. Và hợp gốc xuyên thanh niên cho nha, một đá thanh niên này trúng 2 lần rồi đó. Số 8 yểu mệnh, ám ba người khác mệnh theo hướng, người trong tay em nếu chết sẽ hồi sinh, ám ba người khác mệnh theo hướng.
hướng này hướng xuống dưới là ám ba người, là chỉ có một người này mệnh quả thôi nên chỉ còn ám một người một à. Người trong tem nếu chết cho hồi sinh, người trong tem chưa chết, vậy là ám được mỗi thanh niên này. Tèo hình Nobiku ám mà không ám được nhiều cho ám có ông mệnh quả một. Số 14 là TG, người trong tem trở thành người thứ ba của tem sống gần nhất là thanh niên này lên tem trên. NTG bản thân mất tim lực chiến vậy không, thanh niên Nobiku hình như lần trước cũng bị NTG của ta. Cái số thanh niên này không chừng ngoài đời cũng có khả năng nữa đó, cẩn thận nha. Xác nhận hàng loạt xuyên hai người sống gần nhất theo hướng, vậy là xuyên xuống đây. Thanh niên này mới bị ám xong bây giờ chết luôn. Trời ơi, gặp thanh niên sẽ nhận hàng loạt nữa chứ. Bản thân đang sức xuyên hai người sống gần nhất, nghĩa là xuyên thanh niên này cái nữa còn một máu nè, bản thân này đi luôn. Trời ơi, thanh niên độc ác, thanh niên Nobiku hồi nãy bị NTG cũng là màu đỏ luôn nha, cũng là tội phạm luôn. Rồi chúng ta tới Performance, thanh niên này còn có một máu màu à. Số 3 hiến tế chiến cả hai về không, thanh niên này không sẵn này nên không sợ. Hiến tế thì cả hai chia team nhau, hai thanh niên đều cùng hai team chia nhau mà sống. Cá số 7 tà phái lực chiến thành 20 đó, tà phái là màu đỏ nha. Tiếp theo là cái gì nữa đây, rồi tà phái Gon Xí Ngầu lớn hơn 10 sẽ thêm tim, ngược lại mất tim nha. Bây giờ Gon Xí Ngầu lớn hơn 10 không? Số 1 mất tim, còn một máu. Gà vàng. Số 17 bộ đôi cùng lui. Trời ơi, cùng tội phạm á, cùng lương thiện thì sẽ thêm tim. Rồi ơi, hai thanh niên ngày mai mới chơi lần đầu nên vẫn còn rất là trong sạch ngay lần đầu. Thì thêm tim tới heo, gà tới heo hả? Hôm nay lần trước thì gà với vàng với đen, lần trước vàng với đen, còn bây giờ là gà với heo. Số 2 Tết, bản thân mất một máu, đi xì hai người sống gần nhất thêm tim, không còn tội phạm. Niên này 5 tim luôn rồi đó hả? Vũ Đức Nguyên 9x, 9x ra số 9 không? 16 xét nhân hàng loạt. Trời ơi, thanh niên này cuồng chấm à, tìm tem gần nhất để tặng thêm tim, bản thân lao lực mất tim, cập chiến vậy không, nếu gặp tim chết thì chết luôn. Hay đâu rồi, bản thân lao lực mất một tim nào, tìm thêm gần nhất tặng tim nè, mỗi người tim nữa. Rồi thanh niên này cũng 6 tim luôn mày, gì ghế vậy. Rồi xong lượt đầu tiên rồi, sau khi kết thúc vòng đầu tiên lượt cuối cùng, tất cả F3 sẽ thêm tim theo thứ tự trên xuống, là David thêm một tim, liệu ai chiến thắng không. Thanh niên Domon này cũng F3 luôn, một tim nữa là 3 tim. Nobiku một tim nữa là hai ba tim, còn Minh Chiến với mà quanh một góc là Vigot là trong tem nha. Vũ Đức Nguyên thêm một tim rồi, thì bên hai cái bên hai là cẩn thận nha, hai người cùng chiến thắng là hai ông này cùng thắng một lúc là đi luôn đó. Chúng ta qua cái dòng quay mới nào. Dòng quay mới bắt đầu lại với David, bắt đầu quay. Thanh niên này 4 tim này có cơ may chiến thắng nhiều lắm, nghịch thiên cải mệnh, thiêu tim nếu cùng mạnh thủy hướng lên trên. Lực chiến 20 chứ lực chiến không là đi luôn rồi. Đó, tim thứ 5 cho thanh niên, nhưng mà vẫn cận kề chiến thắng thôi, nghịch thiên cải mệnh nha.
Mà anh này thì nặng quá thì cùng anh Thủy hướng lên trên nào, nên được thêm team để đu game này. Số 7 tà phái lực chiến thành 20, vậy gì xí ngầu phải lớn hơn 10 không, 14 lớn hơn 10, thêm một team nữa. Doraemon mà tài đạo hả? À? Hèn gì Nobita nó cũng đi theo luôn. Nobita đâu rồi? Đây, Nobita đây. Lương thiện sẽ thành tội phạm. Bắt đầu đến chuột. Chuột này thì no hope rồi. Doraemon mà đứng kế chuột nữa thì làm gì có mà hy vọng nổi. 10 phút hạnh phúc nè. Đúng hướng vào trong tay mà chỉ lên là thấy không đúng hướng rồi đó. Vậy là mất tim rồi. Trời ơi, đúng là chuột. Doraemon lại gần con chuột, lại cách xa Nobita chúng ta. Nobikuna. Tuna thì số 1, 2 vs 2, chiến với tem khác theo hướng. Chiến với tem khác theo cái hướng xuống dưới là hai ông này sẽ đi đánh với hai ông này. Tổng lực chiến hai ông nội bằng không thì đánh với ai nữa. Chiến về không tất cả mất tem thì thôi bye bye ông à. Ông mà lượt chiến mà không đi đánh với người ta. Rồi, chiến sinh thanh niên binh chiến liệu có giành chiến thắng chiếc bồ trong 3 lần không? 3 lần chiến thắng không? Số 7, à phái. Chiến thành 20 nè, bây giờ Gon lớn hơn 10 là thanh niên binh chiến thắng luôn nha. Còn nếu như Gon mà dưới 10 thì vẫn còn hy vọng cho anh em khác. Nhắm mắt cầu nguyện đi. Số 1, đúng nhỏ. Chiến thắng đến tầm tay rồi. Chiến thắng đến tầm tay còn nhả ra một cục đá. Số 6, sát nhân hàng loạt theo hướng. Trước tiên thì ông đã đi luôn. Cái đã. Cái này một cục tạ với một cục đá gì. Ông này cũng chỉ xuống dưới thì đâm thanh niên này còn một tim. Thanh niên performance thì rất đáng tiếc chia buồn. Một cục tạ bây giờ đến Nobita chúng ta. Sát nhân hàng loạt hả? Cái ô này nó hơi hiu hiu nha. Một cục tạ tất nhiên là màu đỏ luôn. Lực chiến cũng về không luôn. Tí nữa thanh niên binh chiến có khả năng hồi sinh thì mấy cái chỉ số này nó rất quan trọng. Bây giờ đến Nobiku. Một máu rồi lại quạng bay màu luôn đó. 16. Rồi. Bản thân lao lực mất tim là thấy đi luôn rồi đó. Tìm tem gần nhất rồi thêm tem. Gặp tem chết thì chết luôn. Tem gần nhất. Thì ông hướng xuống dưới là chết luôn. Chết 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 chết. Nếu như chỉ lên thì sẽ được vô cái tem ở trên bên chiến này. Đằng nào cũng chết à. Ông xét nhân mà ái tử thi á. Ái tử thi. Thì gặp tem chết thì sẽ chết luôn. Bây giờ gặp tem chết cũng chết luôn. Nói chung là mất một tim thì cũng chết luôn rồi. Bây giờ cá. Cá liệu có mang về cho gà không? Mang cái vàng về cho gà không? Số 13. Bắt cóc. Chiến 20. Bắt một người sống gần nhất theo hướng là bắt thanh niên gà. Về tem mình. Thanh niên gà bây giờ đổi tem nha. Này. Lực chiến cao hơn nạn nhân á. Rồi bắt cóc rồi. Nạn nhân ấy thêm một tim. Rồi. Bây giờ gà vàng liệu có làm lên chiến thắng không? Ông này lần trước cũng thắng một lần cái gì nè. Số 10. Vạn lương. Mất tim nhưng không còn hiệu ứng tội phạm nữa. Hồi sinh tem mình nếu có. Đây hồi sinh thanh niên này. Thanh niên này đội màu sống dậy với một tim. Đó anh em thấy mà lâu lâu thấy vô gánh tem như thế này. Đây đội mộ sống dậy với một tim nè. Gà vàng đâu rồi số 10 hả? Quay thêm một lần nữa nha. Liệu hồi sinh người ta lên này mình chiến thắng không? Quay. Số 8. Yếu mạnh. Người trong tem nếu chết sau hồi sinh thanh niên này. Mục sư cái gì? Tối ngày đi hồi sinh đó. Ám ba người sống khắc mệnh theo hướng hướng xuống dưới. Khắc mệnh là không có ai hết.
rất may mắn. Nhưng mà gà vàng vẫn chưa chiến thắng. Bây giờ chúng ta qua heo. Gà rồi tới lợn. 8. Hiểu mệnh. 8 ba người sống gần nhất theo hướng. Sống gần nhất thì bây giờ chỉ còn cái thanh niên đuôi Gemon này thôi. Người trong tem nếu chết sẽ hồi sinh. Thanh niên này F3 vẫn là yếu mệnh hướng lên trên nè, mạnh thủy nè, thì chỉ có thanh niên này là mạnh quả thôi, nên thanh niên này vẫn còn ba tim. Cái này là do cái nhân phẩm anh em đen nha, nên nó không phải là tội phạm, nên vẫn còn đành trắng. Tới vũ đức nguyên 9x 4 tim thì vẫn còn hy vọng đó. Nên số 17 bộ đôi cùng lùi, tội phạm luôn mất tim thôi. Trời ơi, tội phạm luôn mất tim mà thanh niên này sẽ mất một tim. Rồi, xong cái lượt này rồi, tất cả các FA bây giờ sẽ thêm một tim. Một tim nè. Khoan khoan, đi trên xuống đi. 4 tim đúng rồi đó. Thanh niên này FA một tim nữa nè. Thanh niên binh chiến lại một tim nữa. Pokemon David kiểu này cắn phết đó chứ, ba ông muốn tim nè. Bây giờ qua cái vòng quay mới, chúng ta bắt đầu với David. Số 20 tư cảm bỏm rồi, xong rồi. Nếu FA sẽ hẻo, bơm bơm đồng quy vô tận với hai tem sống gần nhất. Hai tem sống gần nhất là chỉ hai tem này thôi. Nếu FA là sẽ chết luôn nha, FA chết là chết hết luôn á, kể cả bản thân chết luôn á. Nè, ba ông này đều FA hết trơn. Mà ông quất trái bơm cảm tử vô cái ô này đúng là một cái pha đi vào lòng đất của thanh niên luôn. Một mình đánh ba người gần thắng luôn. 1, 2, 3. Tại ba ông này đều là FA hết, nên nếu FA thì sẽ hẹo luôn. Cả bản thân và ba người đều là FA hết. Đánh hai tem sống gần nhất thì đánh xuống dưới. Bây giờ kèo này thì còn 5 người nè. Bây giờ đến Peppermint. Trời ơi, thanh niên làm dọc đồng màu với nhau. Thanh niên này vừa quay cái cú 20 ngon quá chứ. Nếu FA sẽ hẹo nè. Trời ơi, gặp hai ông FA kế bên đó chứ. Buồn buồn FA đem nhau hả? Xét nhân hàng loạt. Rồi xong luôn rồi. À không, thanh niên gà vàng nhấn chung tem mình. Tìm tem gần nhất tặng cho thêm tim. Đây nè. Bản thân lao lực mất tim. Ủa đâu? Performance chỉ lên trên mà. Tem gần nhất là chỉ lên trên thì đương nhiên là tem trên này. Nên nếu gặp tem chết thì bản thân chết luôn. Và một máu thì lâu lực nữa thì chết cũng phải thôi. Rồi, chúng ta đến gà vàng. Bây giờ còn có 4 người thôi nha. 4 người đã phát sinh cái vấn đề nè. Đó, 4 người thì sẽ chạy cái event khi thấp hơn 5 người chơi sẽ kích hoạt nè. Mỗi lượt có 25%. Tức là khi xí ngầu nó nhỏ hơn 5 á, tất cả tội phạm độc tử. Bây giờ quay ngay nha. Nhỏ hơn 5 thì những ông có cái màu đỏ này là bay màu đó. Bắt đầu quay. 4 rồi xong, ai tội phạm đi luôn. Thanh niên cá, thanh niên đất. Rồi cuộc cạnh tranh, cuộc cạnh tranh giữa gà và heo. Trời ơi, vừa gà vừa heo bó lại chơi tròn 38 con 100 chân chẳng. Quay. Số 11 nghiện game, vượt chiến về không ngay lập tức. Quay liên tục 2 lần là có khả năng chiến thắng nha. Bây giờ nếu sau 2 lần quay mà vẫn lương thiện thì thanh niên gà hết luôn đó. Gone. Số 9 FBI Open Door, nếu lương thiện sẽ hồi sinh tem. Trời ơi, thanh niên này mục sư hả? Nếu lương thiện sẽ hồi sinh tem là mỗi ông này, hai ông này hồi sinh lên một máu nè, tăng tỷ lệ chiến thắng lên hả gì? Nghiện game là ô đầu tiên đã quay vô, số 9 là cái ô FBI Open Door nè. Nếu lương thiện sẽ hồi sinh tem nè, đó, hồi sinh tem lên. Bây giờ lượt quay thứ hai của cái ô nghiện game nè. 1, 2, 3. Số 2, Tết, rồi thắng luôn rồi đó. Bán máu bản thân cho hai người sống gần nhất thêm tim, bản thân không còn tội phạm. Nhưng mà ủa sao trống ô đây vậy?
Ở đâu? Đúng à, gà vàng nè. Quay vô số 2. Nhưng mà sao hai ô nghiện game á? Bản thân mất máu đi. Bản thân mất tim, lì xì hai người sống gần nhất thêm tim. Bản thân mất tim. Không thắng nữa nhưng mà phải học quy trình. Đó, thanh niên heo là 6 tim. Bản thân không còn tội phạm nữa, nhưng mà kết thúc cái hoàn cái nghiện game á. Nếu như lương thiện thì sẽ thêm tận 3 tim luôn à. Nên thanh niên này bây giờ đã vượt chỉ tiêu rồi. Gà vàng thắng vậy ta. Thôi ơi. Ổng là tới 8 tim luôn rồi đó, vượt chỉ tiêu 1 tim rồi đó. Thôi chúc mừng thanh niên gà vàng lại một lần nữa chiến thắng, thậm chí chơi chiến thắng rất là đẹp nha, hồi sinh đồng đội rồi tặng tim cho đối thủ nghe nữa đó, mất tim lì xì hai người sống gần nhất là tặng tim cho đối thủ luôn á, giống mà Sun Goku quăng hạt đậu thần cho mà mấy thằng kia á, vậy mà cuối cùng vẫn giành chiến thắng. Rồi chúc mừng thanh niên, đây gà vàng của chúng ta là người chiến thắng giải lần này. Giải này giải gì tôi không nhớ, từ từ nhớ ra tôi chào giải luôn. Rồi ok, anh em nhớ coi video thì thắc mắc hay là thấy tôi gặp lỗi gì đó thì nhớ cái dòng này, tôi sai chỗ nào thì xem như đó là tính năng ngẫu nhiên của cái trò chơi, bớt đó là một tính năng. Rồi ok, bye bye anh em, hẹn lần sau chơi tiếp. Con game nãy khá là cuốn á, nên chắc tôi chơi nữa, mới có tầng 1 mà chơi gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Rồi trao giải lần này là cái giải gì đâu không nhớ nữa, tiếng lục lợi cho anh em sau. Rồi ok, bye bye.